cũng không được quyền khóc, cũng không được quyền buồn. Nó thấy em khóc là nó buồn, nó hỏi em chứ mẹ ơi con có chết không mẹ. Lúc mà suy nghĩ rối lòng á chị, em muốn bu xu tại suy nghĩ mình không chạy ra nữa. Cuối cùng thì mấy chị nói thôi đi, con vậy sao nỡ bỏ, thôi ráng ly, mấy chị cứ chạy nợ phụ cho rồi từ từ về trả. Mẹ nói là mình 4 ngày nữa mình đi bệnh viện, con sợ không? Dạ, đi dùm bệnh viện điều trị cho bệnh. Đối với bé nhà mình thì từ khi phát bệnh đến bây giờ thì trải qua cái khoảng thời gian điều trị như thế nào? Dạ là 1 năm rồi, bé đánh được 4 lần hóa trị. Dạ. Trong những cái lần mình điều trị như vậy thì nó bé có trải qua những cái lần nguy hiểm như thế nào vậy? Dạ, có cái đợt tư vừa rồi là cái chai vàng cuối cùng của đợt tư đó chị, là bé bị ngộ độc metrocaxat đó chị, là đánh thuốc xong là bạch cầu bé còn không con, kéo dài trong vòng đó là 3 tuần. 3 tuần không có bạch cầu thì bé bị nhiễm trùng, nhiễm nấm candidat. Candidat xong là làm cho bé bị viêm phổi nhiễm trùng máu. Thì lúc đó mà những cái nhiễm trùng như vậy mà bé không có bạch cầu thì bác sĩ nói tỷ lệ tử vong là 90%. Bắt buộc là phải truyền bạch cầu. Truyền bạch cầu thì chi phí rất là cao. Một lần truyền vậy là 16 triệu mà bé nó truyền tới 18 lần đó chị. Dạ, truyền 18 lần thì lúc đó gia đình em không có cái khả năng để chạy mượn để truyền bạch cầu tiếp, tại vì trong lúc truyền bạch cầu thì phải đi kháng sinh ngoài nữa, kháng sinh mua của công ty bên ngoài. Thì lúc đó bé thiếu bạch cầu thì 6 cô ở trong nhà lên cho, với cộng thêm 2 người ngoài nữa chị, thì mới đủ cái lượng bạch cầu cho bé. Dạ. Dạ, chi phí là 300 mấy triệu tiền chiết tách. Để cho có cái bạch cầu lại là người trong nhà mình phải đi xét nghiệm rồi truyền cho bé, rồi chi phí là tổng cộng là hơn 300 triệu rồi. Dạ. Dạ. Chi phí như vậy thì cộng thêm cái tiền kháng sinh nữa chị. Kháng sinh từ lúc bé nằm viện cái đợt tư đó, thay vì có 1 tuần lễ, nhưng mà cuối cùng bé nằm tới gần 3 tháng lên tới 239.500.000. Chỉ là một chi phí của cái phần điều trị đó thôi. Còn dạ, tổng cái chi phí mà từ lúc mà bé phát bệnh đến bây giờ là mình phải chạy bao nhiêu tiền? Dạ, cỡ 900 luôn rồi đó chị. Dạ, cứ chạy lung tung. Chạy mượn, em mượn cỡ cả mấy chị ở đây, rồi mấy dì bên ngoại, rồi bên nội, mấy cô ảnh luôn mượn hết. Chung cái đợt vừa rồi em định đem bé về không có thể nào mà chạy mượn được nữa, tại vì bữa giờ em cũng nợ rồi, vay của nhà nước luôn. Rồi xong rồi mấy chị em thấy nó mặc dù nói vậy chứ nó vậy nè, mấy chị thương quá, mấy chị nói thôi đi, con làm sao bỏ được, thôi ráng đi để chạy, còn nước còn tát, thôi cố gắng lo cho em đi, rồi về từ từ mần trả nợ, biết đâu sau này mình mần ăn được thì mình trả được. Dạ, rồi cuối cùng thì mới truyền bạch cầu cho bé.
con. Bác sĩ có nói là giống như bé Trường như vậy thì tiên lượng ra là nó sẽ không có tái phát. Dạ, nó rất là tốt. Dạ. Nhưng mà cuối cùng gia đình mình cũng có niềm vui là sau cái khoảng thời gian trị như vậy thì bác sĩ nói là cái sự hồi phục của bé tốt hả chị? Dạ. Như vậy sắp tới thì bác sĩ nói mình sẽ điều trị như thế nào nữa? Dạ, sắp tới bác sĩ có gọi em lên đó là thứ ba tuần tới là bé sẽ nhập viện đến tiếp một đợt cuối cùng. Dạ, đợt này là đợt lớn, bé nhập viện khoảng 1 tháng. Nhập viện thì phải chuẩn bị thêm 70 triệu nữa. Đó là bé suôn sẻ. Dạ. Rồi khi mà cái đợt này điều trị như vậy xong rồi, trong những ngày sắp tới thì sao nữa? Dạ, điều trị xong rồi, xong bé sẽ ra duy trì một tuần đi tái khám một lần trong vòng 3 tháng, rồi nửa tháng đi khám một lần, rồi một tháng đi khám một lần, rồi từ từ thì 3 tháng đi khám một lần. Dạ. Có nghĩa là bây giờ gia đình mình là chuẩn bị phải cho bé một đợt điều trị lớn nữa. Dạ. Rồi nếu mà kết quả tốt thì mình sẽ có những cái đợt duy trì sau để tái khám thôi không? Dạ. Rồi dạ, mình chuẩn bị cái điều này như thế nào? Dạ thì bữa giờ nhà em vẫn chưa chuẩn bị được gì hết ạ. Dạ. Sao? Bây giờ chồng em nói thì thôi, hổm thì em nói là thôi khỏi đánh nữa đi. Tại vì giờ cũng không có mượn được nữa. Anh nói thôi để ráng đi, từ từ anh trả, anh kiếm thêm tiền rồi cho con đánh đợt nữa cho nó khỏe, nó hết cái tiên lượng nó tốt như vậy. Trong quá trình điều trị là bác sĩ phải có những cái phương pháp rất là đau không chị? Dạ. Bé cứ phải một lần mà đánh thuốc rồi bé phải canh tủy rồi chọc tủy rồi sinh thiết miết luôn. Dạ. Chọc tủy lấy kim á chị, chích sau lưng á, lấy xương ra đi xét nghiệm. Dạ. Rồi cho nên là bé nhỏ vậy chứ nó phải chịu sự đau đớn nhiều lắm chị. Một lần mà nó đau như vậy, nó nhưng mà nó không có dám, nó khóc thì nó khóc chứ không có dám nhúc nhích. Rồi nếu mà nhúc nhích cái bác sĩ phải làm trật làm lại thêm lần nữa, đau lắm. Mỗi lần mà tới cái phòng thủ thuật là nó khóc thét lên. Lúc như vậy thì em chỉ nhìn con rớt nước mắt thôi chứ đau lắm chị, em còn đau hơn nó nữa. Mỗi lần vô vậy bác sĩ cũng an ủi, bác sĩ nói thôi mẹ cố gắng lên đi, làm cha làm mẹ thì đau là phải rồi nhưng mà buộc lòng phải làm vậy thôi mẹ. Dạ mấy bác cũng an ủi nó thôi đừng có khóc. Nhưng mà em cũng không có kìm được nước mắt chị. Cứ thấy con đau quá sao mình làm mẹ mà mình chịu nổi. Cứ một lần nó đau vậy, tim gan em cũng đau theo vậy hả. Trường là cậu bé thông minh và nhanh nhẹn. Rời bệnh viện về nhà, về được tổ ấm gia đình, có cha mẹ, anh em. Em quên đi nỗi đau bệnh tật mỗi ngày. Mong cho khuôn mặt non nớt hồn nhiên này có một tương lai tốt đẹp hơn, nơi không còn bệnh tật dây quanh và em được sống, học tập, vui chơi như những đứa trẻ bình thường khác. Nhờ ở đài truyền hình Tiền Giang và các vị mạnh thường quân cũng tận tình để giúp đỡ cho em trong thời gian tới. Nhóm nhân ái xã Bình Phục Nhất số tiền là 3.980.000 gửi tặng cho cháu nó điều trị bệnh và 60 kg gạo. Nhà máy Tấm Sinh 10 kg gạo, chị Bảy Xíu 20 kg gạo, Phan Phước Lộc 10 kg gạo, Phan Phước Tiến 10 kg gạo, em Hiếu Nghi 10 kg gạo, Út Bánh Mì một phần quà. Chia sẻ chút ít để trị bệnh. Nhóm từ thiện của chợ Tân Lực Bình có số tiền 800 gửi cho con cho bệnh ha. Tiền gửi con cho bệnh. Viện nhóm anh Thủy cho 2.700.000 để trị bệnh. Cảm ơn cô. Với Nguyễn Thị Phượng gọi con tay gửi cho 500. Gia đình Tám Ngộ gửi cho 200 ha. Dạ. Chị Thu 100, chị Nam Hương 100, Yến Linh 100, Hoàng Vũ Hoàng Lâm 100, Phật tử Tịnh Anh 50. Chị Sao Tường gửi 100, chị Bé Năm Bình Phan gửi 100, chị Giáo Quýt. Tiền gửi em trị bệnh. Cho em chút tiền để trị bệnh. Dạ, cảm ơn. À, cô cũng đại diện nhóm nhân ái của chợ gạo hỗ trợ cho gia đình cô chú số tiền để lo cho em ha. Bé Hai xe tải Học Lạc 300, Lê Thị Sứ ấp Bắc 200, Thú Y Minh Dương Trần Hưng Đạo 100, Quỹ Đức Tân Thuận Bình 100, Diệu Thường chợ gạo 100, nhóm Bảy Thủ 2.250.000, Nguyễn Hà Thanh 100, Hòa Định. Nhóm Đức Thiện chợ gạo có một số tiền gửi cho con trị bệnh nha con. Gia đình của chị Huệ Thinh
ở ấp Bình Hạnh gửi cho con 500 ngàn nha. Con chị Bình. Ban cai quản Thánh Thất Long Bình cũng có tặng số tiền cho cháu chị Bình. Dạ, cảm ơn. Ông cho con tiền để trị bệnh rồi. Thay mặt tổ từ thiện Hồng Lạc đến đây để chia sẻ bệnh của em, có số tiền để tặng cho Lan được trị bệnh, chia sẻ cho Cương chúc để trị bệnh. Dạ, cảm ơn con. Cũng có chút quà để gửi cho cháu trị bệnh. Cháu mà lành mạnh nha. Nhóm tình thương của Quân Long gửi cho cháu một số tiền để trị bệnh. Cô cũng có chút đỉnh tiền gửi cho con trị bệnh. Cảm ơn cô. Gia đình cô cũng có chút đỉnh tiền cho cháu trị bệnh. Với sáu xem gửi cho 200 ngàn, với bích gửi cho 200 ngàn. Có chút đỉnh gửi cho em. Rồi, cảm ơn. Có chút đỉnh gửi cho em. Cảm ơn. Cô đại diện cho nhóm tình thương với anh chị em gần xa đóng góp để giúp đỡ cho cháu số tiền trị bệnh nha. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Kim Tiến gửi cho em trăm, với dì Quang uống tóc gửi trăm, với cô gửi trăm cho con trị bệnh, mau hết bệnh nha con. Cô cũng trong nhóm tình thương gửi cho gia đình tiền để trị bệnh. Chúng tôi nhóm tình thương. Nhóm chị em phụ nữ Phường Tân Long có chút đỉnh tiền để cho cháu trị bệnh. Dạ, cảm ơn cô. Có chút đỉnh tiền gửi cho cháu về bệnh, mau hết bệnh nha. Cảm ơn cô. Tôi đại diện cho nhóm nhân ái gửi cho cháu 3 triệu và thùng mì với thức ăn. Bữa nay tôi đại diện cho nhóm Phật tử chùa Phú Thới với bạn gần xa gửi tặng cho em 5 triệu để trị bệnh ha. Với có Thu Hà và Công gửi 10 kg gạo. Có số tiền gia đình đi trị bệnh. Tôi cũng đóng góp cho cháu số tiền trị bệnh. Dạ cảm ơn. Dạ đóng góp cho cháu số tiền trị bệnh. Dạ cảm ơn. Chùa Phú Thới này đóng góp cho cháu trị bệnh. Ban lãnh đạo ấp cho cháu 400 ngàn. Học sinh Trần Ngọc Trân, lớp 81, trường trung học cơ sở Long Bình, cho cháu là 500 ngàn. Tôi từ thiện tổ Tâm Bình, có số tiền 3 triệu mốt gửi cho em đi trị bệnh. Dạ, cảm ơn. Đại diện cho tất cả nhà hảo tâm của chợ Long Tiên, xã Ba Dầu, coi như cho em số tiền là 2 triệu để chữa bệnh. Thì nhỏ nhỏ, tặng cháu trị bệnh. Chú gửi cho cháu chút đỉnh quà để trị bệnh. Đến trao cho em số tiền là 2 triệu tư, 3 triệu tư để cho em trị bệnh. Chúc bệnh. Đại diện nhóm nhân ái xã Vĩnh Kim trao chú số tiền là 3 triệu 50 ngàn để trị bệnh cho cháu. Chúc mình mau hết bệnh ha. Con số tiền cho chị. Đại diện cho nhóm nhân ái Vĩnh Kim, chị em đóng góp chút đỉnh tiền cho con trị bệnh nha. Dạ, cảm ơn chị. Nhóm từ thiện Bằng Long góp được 2.100.000 đồng tặng cho em mau bệnh. Đóng góp vào trong này để trị bệnh cho cháu nha cháu. Cô đại diện cho nhóm cảng cá, như con gửi con 4.8 triệu để trị bệnh, với có mấy cô ở chợ Dòng Nhỏ đây. Dạ, cảm ơn cô Phương với cô gửi con chút đỉnh nha con. Dạ, vì đại diện bạn xem đài gửi con 10.300.000. Dạ, với gia đình Tâm Phúc phường 2 gửi chút đỉnh tiền trị bệnh. Rồi. Vậy thay mặt cho nhóm Từ Tâm ha, chị em có đóng góp số tiền để gửi cho con trị bệnh ha. Giang, gia đình của chú Bảy Thiên có gửi món quà để cho bé trị bệnh, mau hết bệnh ha. Em đại diện cho họ thành viên hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tặng anh số tiền để điều trị bệnh cho cháu. Đại diện cho nhóm chung một tấm lòng gửi cho gia đình là 2.850.000, ráng cố gắng trị bệnh nha con. Cảm ơn. Góp để trị cho em hết bệnh. Hôm nay em đại diện nhóm có chút món quà gửi đến anh để trị bệnh cho cháu ha. Hôm nay em đại diện nhóm Thiện Tâm đến đây có số tiền gửi trị bệnh. Này nhóm của chùa có thầy Trường Sang gửi tặng cho nhóm. Cuộc sống của anh Trần Văn Trung và chị Nguyễn Thị Phong, cha mẹ Thanh Lan càng chất chồng nhiều nỗi lo và cả nỗi đau tột cùng. Hành trình đưa con gái đi trị bệnh, 10 ngày vô thuốc một lần vô thuốc từ 7 đến 10 ngày. Ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, họ đành bất lực công việc bấp bênh nợ nần trong những ngày phía trước. Nỗi đau đớn của căn bệnh ung thư của con đã hiển hiện trong cơ thể qua hình dáng bên ngoài như một vết cắt trong tim mà bất cứ ai cũng cố gắng giấu nó đi bởi những tổn thương. Và điều chúng tôi mong muốn cho em như câu nói, một khi còn tồn tại trên cõi đời này, đừng bao giờ nghĩ cuộc đời mình đã khép lại. Dù bị biến cố nghiêm trọng gì cũng không đặt dấu chấm với cuộc sống. Điều tốt đẹp đã đến với cô bé chăm ngoan học giỏi này, những tấm lòng hảo tâm đến chia sẻ với gia đình em và với em. Nỗi đau của gia đình chơi đi từ sự đồng cảm yêu thương và chia sẻ góp sức của nhiều người. Mong em vượt qua được bệnh tật.
Thưa với gia đình của em Lan và thưa với các nhà hảo tâm, xin giới thiệu sự hiện diện của ông Quỳnh Văn Liêm là bí thư chi bộ của ấp Long Hải, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây. Chương trình địa chỉ nhân đạo xin tổng kết cái phần hỗ trợ mà các nhà hảo tâm đã đến chia sẻ với gia đình là 94.200.000 đồng và 80 kg gạo cũng như là những phần quà khác, thì chương trình xin trao cho gia đình để em được tiếp tục điều trị bệnh. Rồi, xin cảm ơn đài truyền hình đã tạo điều kiện để xuống đây giúp đỡ gia đình chúng tôi. Dạ, xin cảm ơn các bà con gần xe có lòng để đến đây giúp đỡ. Xin cảm ơn. Đại diện cho địa phương thì cũng cảm ơn nhất là cái đài truyền hình Nhật Câu Nhân Đạo đã tạo điều kiện để giúp cho gia đình của ông Trần Nhân Trung và cho Lan. Và cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm, các vị, các trong cái võng đạo. VNPT Vinaphone hân hạnh tài trợ chương trình này. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục địa chỉ nhân đạo của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang kỳ này đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân mến chào tạm biệt.